Xin chào tất cả bà con. Hôm nay mà làm một cái video về cái chủ đề thuốc đó bà con hàng, và cái video ngày hôm nay sẽ trình bày cho bà con tham khảo về cái học thuyết âm dương của ngành y học cổ truyền bà con ha. Thì thông thường thì cái bên ngành đông y á, thì người ta trị bệnh là người ta dựa theo cái nền y học của phương Đông, là người ta nghiên cứu ra là của phương Đông. Và cái hay của phương Đông là có thể là bắt mạch bà con ha, bắt mạch là bắt mạch để mà trị bệnh, còn bên Tây y thì không thể bắt mạch được. Thì ở đây thì tôi có cái cuốn giáo trình này tôi cũng đang theo học, hôm nay sẽ trình bày một số cái vấn đề là nó thấy cảm thấy nó hay để chia sẻ cho bà con con ha. Bà con nhớ xem hết cái video này. Trình bày cho bà con đầu tiên là học thuyết về âm dương. Thì học thuyết về cái âm dương này, khái niệm về cái âm dương, bà con thấy cái thái cực độ chưa? Thì cái con người của chúng ta thì luôn luôn có phần âm và phần dương bà con ha. Thì một chút xíu đây là tôi sẽ phân tích cho bà con thế nào, khi nào mà con người ta sẽ bị bệnh bà con ha. Thì cái học thuyết này nó rất là hay. Thì những thầy thuốc phương Đông này luôn luôn dựa theo cái học thuyết âm dương này để mà trị bệnh. Thì bây giờ là để vào cái chức năng chính con ha. Thì ứng dụng học thuyết âm dương trong y học. Thì thuyết minh thì giải thích về cái cơ thể như thế này, là phần âm á, thì gồm có ngực và bụng và năng tạng con ha. Phần dương á, thì có lưng và xá phủ. Thì về phần kinh âm á, thì là nó có là nó theo bên này là bên của phần âm, là gồm có kinh âm và tinh. Rồi bây giờ là dương á, thì là có kinh dương và khí. Thì giải thích về cái chức năng sinh lý á, thì ở đây thì nó hoạt động là duy trì theo trường hợp là cân bằng âm dương mà con ha. Thì những cái thuyết minh là biến hóa của cơ thể đó, ví dụ như phần âm thịnh á, thì là nó sẽ là mất cái cân bằng do một cái quá mạnh, thì lúc này cái con người của người ta là sẽ bị lạnh nè, thật hàn con ha. Cái dương thịnh là sốt cao và nhiễm trùng con. Dương thịnh là phần dương này là nó sẽ tăng quá cao, con gọi là thực nhiệt nè. Đó thì phần âm này là nó không có tăng. Đó thì lúc đó thì cái bệnh nhân là sẽ có trường hợp là sốt cao nhiễm trùng. Thì đây là có âm dương cân ba. Âm dương á, là nếu mà âm dương cân bằng á, thì bây giờ bà con xem cái hình này là âm dương cân bằng này, lúc đó thì con người ta không có bệnh. Một thêm một cái nữa là âm hư dương hư, thì cái âm hư này là bị thiếu với bà con ha. Một do một cái hư thiếu thì cũng ra sinh ra bệnh đó. Ví dụ như phần âm hư á, thì là hư nhiệt, dương hư là ngoại hàn bà con ha. Đó thì ở đây thì nó cũng có những cái phương pháp điều trị như là tắc hàn gì đó bà con ha. Thì ở đây là dương hư tắc ngoại hàn, âm hư tắc nội nhiệt. Thì ở đây thì nếu mà người ta có học về cái chuyên môn về cái đông y á, thì người ta sẽ nhìn vào đây, người ta sẽ rất là dễ hiểu. Thực giả tả chi, âm thắng tắc hàn, dương thắng tắc nhiệt, âm hư sinh nội nhiệt, dương hư sinh ngoại hàn. Chữ của tôi cũng hơi bị xấu bà con ha, còn cố gắng xem bà con ha. Thì ở đây này dùng để mà chẩn đoán bệnh nè đó. Thì ở đây thì nó cũng có rất là nhiều cách để mà chẩn đoán lắm đó. Thì ở đây là nguyên một cái cuốn sách này là học thuyết, thêm nữa là học thuyết ngũ hành. Ngũ hành là gồm có năm hành bà con, ngũ là năm ha. Đó thì can thuộc mộc vậy nè, tâm quả tỳ thổ là phế kim thận thủy vậy nè. Có nghĩa là cái mộc thì là can, thuộc mộc là giống như gan, là thuộc hệ vận động, hệ tiêu hóa. Tâm quả, tâm là quả có nghĩa là lửa, như vậy là nó phụ thuộc vào tim, là hệ thần kinh, hệ tuần hoàn. Tùy là thổ là gồm có lách và tụy là hệ tiêu hóa. Phế là kim, là phổi, là hệ hô hấp. Thận là thủy, thận là tiết niệu, hệ sinh dục con ha. Thì lục phủ gồm có đởm ruột là tiểu trường gọi là ruột non, vị là dạ dày, đại trường ruột già. Bàng quang là bọng đái, tam tiêu là mấy cái chức năng tiêu hóa, tâm bào là bao tim mà ngoài bà con ha. Đó.
Đó, thì cái này nó cũng rất là hay. Rồi bây giờ thêm một câu nữa là quả độc công tâm, tương sinh hóa, tương khắc hàn gây bệnh mà có ha. Quả độc công tâm là ví dụ như bà con mà bị nóng giận trong người hay là bị buồn bực lâu ngày á, lâu ngày lâu tháng là sẽ bị bệnh mà con ha. Đó thì cái đây là những cái những học thuyết về cái âm dương, cũng như là cái học thuyết về cái ngũ hành tôi muốn trình bày cho bà con. Đấy. Thì liên quan đến cái phương pháp trị bệnh đó, thì nó cũng dựa theo cái học thuyết này để mà trị bệnh, đặc biệt là thuốc nam và thuốc bắc bà con ha. Thì ngải á, thì liên quan đến ngải thì nó có nhiều loại lắm, ngải xanh, ngải vàng, ngải trắng, ngải đen đó. Thì đó thì cũng vẫn là cái áp dụng vào cái cuốn sách này để mà trị bệnh được bà con ha. Thì đây nè, tương sinh tương khắc nguyên lý ngũ hành bà con ha. Đó, thủy thủy sinh ra mộc, mộc sinh ra quả, quả sinh ra thổ, thổ sinh ra kim, kim sinh ra thủy. Đó thì cái đó là quan hệ là tương sinh, còn quan hệ tương khắc là nó khác nhau mà con ha. Ví dụ như bà con lấy nước, bà con dập lửa là thủy nè, thủy là có thể là dập được quả nè bà con ha, là dập dập nước nè. Rồi mộc, mộc thì là cây, cây là nó sẽ sống trên cái thổ đó bà con ha. Rồi quả, quả có thể là nung kim loại được bà con ha. Đó, kim loại cái này là khắc chế lẫn nhau đó. Thì cái đó là nó là những cái học thuyết trong y học. Thì đây thì nó cũng vận dụng được trong y học nè. Ví dụ như mùa xuân thì can hay bị bệnh nè, mùa hạ là tâm hay bị bệnh, trường trưởng hạ là tỳ hay bệnh, mùa thu phế hay bệnh, mùa đông thận hay bệnh nào mà có ha. Đó thì cái bào chế thuốc á, thì là theo vi lực á, thì vị cay đi vào phế, vị mặn màu đen á, thì đi vô thận, vị ngọt thì vào tỳ mà con ha. Thì thông thường thì bà con là trị bệnh á, là thấy nào màu đen á, thì chắc chắn là đi vô thận, nhưng mà phải bỏ muối vô một tí xíu mà con ha. Đó. Đó thì tôi học cũng rất là nhiều lắm nhưng mà không thể trình bày được cho bà con ngũ tạng này, gồm có thận nè. Đó. Thận thì nó thận chủ thủy, thận nạp khí gì, tỳ gì nè, nhiều lắm. Thì phế nè mà con, phế là phổi của mình đó, hô hấp nè, hệ hô hấp nè. Đó, can, can là gan của mình đó bà con. Rồi tiếp theo nữa là tâm, là tim con ha. Rồi lục phủ hồi nãy tôi có trình bày gồm có đờm, đờm là mạch đó bà con nha, lục phủ nha, đờm là mạch nha. Rồi có tiểu trường, đại trường, bàng quang, rồi tam tiêu gì đó, trung tiêu, hạ tiêu thì cũng nhiều lắm. Đấy đó. Thì đây cái cuốn sách này nó tôi cũng đang học và thấy nó cũng rất là hay để mà trị bệnh. Đó. Thì bà con nào có thật sự yêu thích đó thì bà con có thể đăng ký kênh này. Ở đây là tứ chẩn dùng để mà chẩn đoán bệnh nhân này. Đấy. Tứ chẩn là còn có bát cương biện chứng này. Đó. Rất là hay, vọng luôn nè. Đó. Cái này tôi không có trình bày nhiều, tại vì trình bày nhiều lên đây thì nhiều bà con sẽ không hiểu, tại vì không đúng chuyên môn. Thì những người có chuyên môn người ta nhìn một cái là người ta hiểu rồi còn ha. Đó thì video đến đây cũng xin được tạm dừng, hẹn gặp lại bà con ở những video sau còn ha.